Gái đến từ hư vô 2 và những hình ảnh ẩn dụ dự báo tương lai của Nano, Girl from Another 2, cô gái đến từ hư vô đang là bộ phim hot nhất ở thời điểm hiện tại. Giống như nhiều bộ phim khác, cảnh mở đầu của Girl from Another 2 cũng được cài cắm rất nhiều chi tiết rất thú vị nhưng khán giả thường dễ bỏ qua trong điện ảnh. Kỹ thuật foreshadowing hay còn gọi là điềm báo, đóng vai trò cài cắm những chi tiết dự báo về những gì sẽ diễn ra trong bộ phim. Do đó, nó rất được các nhà làm phim ưa chuộng nhằm đem đến sự bất ngờ cho khán giả. Và mới đây trên fanpage của Girl from Another 2, nhà sản xuất cũng đã xác nhận rằng đoạn mở đầu của phim chứa đựng rất nhiều hình ảnh điềm báo như thế. Giọt máu, máu me, bạo lực chính là đặc sản của Girl from Another từ mùa 1 cho đến mùa 2. Trong phần 2 này, máu của nạn nổ còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi nó được tiết lộ có khả năng đem đến quyền năng bất tử cho người khác. Trong phim, Suzy nhận được máu của Nano và có được sức mạnh. Cô cũng thường xuyên ví von mối quan hệ này như mẹ con và giữa hai người có mối quan hệ huyết thống. Ngoài ra, cụm từ New Blood cũng có thể được dùng để miêu tả Suzy khi cô luôn muốn chứng tỏ mình có đủ khả năng tiếp bước Nano, thậm chí là còn tốt hơn. Đảo ngược, đoạn intro được thể hiện dưới kỹ thuật tu ngược với hình ảnh của nạn nổ bước vào trong bồn tắm. Khi Nano ban cho Yuri sức mạnh của mình, cũng có thể hiểu thứ được đảo ngược ở đây là vị thế giữa hai cô gái. Yuri từ chỗ con mồi, kẻ yếu thế này đã trở nên mạnh mẽ và bắt đầu hành trình mới của mình. Còn Nano nay lại nằm ở chiếu dưới, bị khoa mặt nhiều lần và đứng trước nguy cơ mất đi khả năng bất tử, trở thành người phàm. Chiếc nơ đỏ. Trong phim, chiếc nơ đỏ là vật biểu tượng của Yuri. Chiếc nơ đỏ xuất hiện trong bồn tắm cũng chính là khoảnh khắc Yuri bị sát hại để rồi tái sinh nhờ máu của Nano. Hình ảnh này đã dự báo trước về một nhân vật mới cực kỳ quan trọng sẽ xuất hiện trong Girl from Another 2, từ 1 thành 2. Sự xuất hiện của Suzy còn được thể hiện chi tiết hơn nữa thông qua hình ảnh hai cô gái trông như bước ra từ cùng một chủ thể và có mối liên kết với nhau. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi Nano và Suzy đều có chung một dòng máu. Họ không phải là những người tồn tại độc lập mà hoàn toàn được kết nối với nhau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cái chết và sự tái sinh không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh chiếc bồn tắm lại xuất hiện nhiều lần trong đoạn mở đầu. Đây là nơi đánh dấu khoảnh khắc Yuri chuyển kiếp từ người trần thành ác quỷ. Bên cạnh đó, hình ảnh giọt máu chảy ra tạo thành một nhân vật mới cũng rất dễ hiểu khi máu của Nano đã tạo nên con người cho Yuri. Dù đã trải qua hai phần phim nhưng nhiều khán giả vẫn chưa biết rõ Nano là ai và làm cách nào cô ấy có quyền sinh quyền sát người khác như thế. Có thể nói, thân phận và nguồn gốc của Nano vẫn chưa thật sự được làm rõ nhưng từ loạt các chi tiết ẩn dụ của phim, các giả thuyết về thân phận của Nano lần lượt được ra đời. Nano trong tiếng Thái có nghĩa là con gái của thần quỷ. Chưa hết, ngay từ phần giới thiệu đầu mỗi tập phim, con số 66.666, biểu tượng của quỷ Sa Tăng cũng xuất hiện và nữ diễn viên Kitty Chicha cũng đã từng tiết lộ với truyền thông rằng nhân vật Nano của cô chính là con gái của quỷ Sa Tăng. Ngoài ra, còn có giả thuyết cho rằng Nano cũng có thể là hiện thân của thần Kamamara của Ấn Độ giáo, được xem như thần tình yêu và ma vương đọa lạc, sở hữu quyền năng khiến nhân loại sa đọa. Marakama cũng là hình mẫu điển hình cho những vật cản của vô ngã và sinh ra từ hư vô, mục đích là ban phát đọa lạc, dục vọng cùng tình yêu đến thế gian. Theo như chính diễn viên Chicha Amatazaku giải thích, thì Nano như con gái của quỷ Satan hay con rắn từ vườn địa đàng đến trái đất để ban trái cấm cho con người. Cô ấy ở đây để kiểm tra xem con người có thể xấu xa như thế nào, thuộc thể loại an thọ, logi, hợp tuyển. Mỗi tập phim của Girl from Another là một câu chuyện khác nhau. Sức mạnh của Nano càng lớn thì bất hạnh xảy tới với cô bé càng nhiều, và sự trả thù của nữ quỷ này lại càng hả hê và không chút thương xót. Như bao bộ phim fantasy khác, Girl from Another không thể tránh khỏi các lỗi về logic và diễn xuất. Ngay cả nữ chính Chicha Amatazaku cũng có nhiều cảnh gượng gạo, mặt đơ. Thế nhưng tựu chung lại thì đây đúng là một series khá hay.